Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước và Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân thôn Chiến Thắng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ 5 đã thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại nghị quyết số 94 năm 2015 của Quốc hội, dự thảo nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân thôn Chiến Thắng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Cùng dự ngày hội có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên, đồng chí Bùi Hy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số ban sở ngành. Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn Chiến Thắng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hương ước, quy ước của thôn dân cư, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển. Thôn Chiến Thắng đã xây dựng thành công các tiêu chí của làng văn hóa kiểu mẫu. Trong thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Số hộ khá và giàu chiếm tỷ lệ cao. Nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Thiết chế văn hóa của làng văn hóa kiểu mẫu được sử dụng có hiệu quả. Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân trong thôn không ngừng được phát huy. Bày tỏ phấn khởi trước sự đổi thay toàn diện của làng văn hóa kiểu mẫu và không khí phấn khởi của nhân dân trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân của thôn Chiến Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước khẳng định, ngày hội là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng và cũng là nét đẹp văn hóa ở mỗi làng quê, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Với tư duy cách làm mới để làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là thôn dân cư kiểu mẫu điển hình cho sự thay đổi mới của Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân luôn luôn đoàn kết để xây dựng quê hương chúng ta ngày một giàu mạnh hơn. Và cấp ủy chính quyền vượt qua mọi cái khó khăn, khắc phục hậu quả bão lụt vừa qua và lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường cái an sinh xã hội để đảm bảo cho sự giàu mạnh của thôn, của xã và của huyện của chúng ta. Chúng tôi mong các đồng chí lãnh đạo xây dựng huyện, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn chúng ta đã đạt đến là nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta tiến thêm một bước nữa trở thành nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao và phấn đấu để toàn xã không có hộ nghèo, không có hộ cận nghèo, không có nhà dột nát và nhà nhà ấm no hạnh phúc, văn hóa giáo dục phát triển và kinh tế ngày một bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đánh giá cao tinh thần năng động, sáng tạo của tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, không ngừng quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân một số thành tựu của đất nước thời gian qua,
tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Tam Dương đã tặng nhiều phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, hộ nghèo, hộ khó khăn xã Đồng Tĩnh và thôn Chiến Thắng. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Bùi Quang Huy tặng 20 suất quà cho học sinh vượt khó có nhiều thành tích trong học tập của xã Đồng Tĩnh. Quỹ Tâm Tài Việt đã trao tặng Quỹ Khuyến học xã Đồng Tĩnh 100 triệu đồng. Ngày hội đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc, trong đó có các tiết mục nghệ thuật tuồng cổ được nhân dân huyện Tam Dương lưu giữ, bảo tồn và nhiều tiết mục ca mối nhạc nhằm thắt chặt tình quân dân giữa Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng với nhân dân địa phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tổ trưởng tổ 5 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Lào Cai, Kiên Giang đã thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại nghị quyết số 94 năm 2015 của Quốc hội, dự thảo nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Dương Văn An đề nghị đối với nội dung thí điểm cho khu vực đô thị và những nơi có quy hoạch đô thị cần nghiên cứu thí điểm cả với khu vực nông thôn để nghị quyết đảm bảo tính bao quát, toàn diện và nhiều chiều hơn. Tôi cũng đề nghị là tại sao là mình không cho thí điểm ở nông thôn. Nông thôn thì người nông dân cũng có quyền cũng được tiếp cận về chính sách về nhà ở. Mà nếu như nhà đầu tư mà được thực hiện thí điểm cái này, trình tự thủ tục là được thuận lợi hơn thì tôi nghĩ là người ta bán ra sẽ rẻ hơn. Và người nông dân cũng có điều kiện tiếp cận được cái mua bán nhà ở khu vực nông thôn mà với cái giá cả nó phù hợp thì tôi cũng đề nghị là cho thực hiện ở khu vực cả đô thị và cả nông thôn. Về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho rằng đây là bước đột phá tạo ra hạ tầng giao thông, một trong ba đột phá trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng và đề nghị cần nghiên cứu về số lượng ga hành khách của dự án để đảm bảo ý nghĩa và giá trị mang lại của dự án đối với phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất là mình làm nhiều ga quá, là chạy 10 phút, 15 phút là phải dừng. Thì vô hình chung là mình nói là lợi thế của đường sắt Bắc Nam là phục vụ cho những tuyến dài. Thì mình biến cái đường sắt Bắc Nam tốc độ cao trở thành cái tàu chở, đúng không? Tàu chở cứ 10 phút dừng đó. Thì đó, mình nói. Thì là trong mục đích mình nói là so sánh lợi thế của các loài á. Máy bay thì như thế nào, để đường bộ ô tô như thế nào, để đường sắt bình thường như thế nào, đường sắt như thế nào. Nhưng mà cuối cùng với nhiều ga và cái chặng từ khoảng 70 đến 100 cây số như thế này thì vốn chung mình biến cái đường sắt tốc độ cao của mình là trở thành những cái tàu chở. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng tình với nội dung điều chỉnh hợp phần đường cất hạ cánh số 3 của cảng hàng không quốc tế Long Thành sang giai đoạn 1 và điều chỉnh hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, cũng như cho phép phê duyệt điều chỉnh báo cáo, nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án. Buổi chiều Quốc hội thảo luận tại tổ đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 11 năm 2024, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đợt 2 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn một số văn bản về thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu cụ thể kế hoạch số 222 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, hướng dẫn 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch 150 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị,
hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027, một số điểm mới về quy chế bầu cử trong đảng. Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, hướng dẫn các nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở đảng bộ, chi bộ trong đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, giúp các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tốt các văn kiện trình đại hội và công tác nhân sự cho đại hội, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị biểu dương cá nhân tiêu biểu khu dân cư năm 2024. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường. Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vĩnh Tường tiếp tục triển khai hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho gần 900 hộ nghèo, hộ cận nghèo, tặng quà Tết cho hơn 1.000 đối tượng đặc biệt khó khăn khác với tổng kinh phí từ nguồn xã hội hóa là trên 3 tỷ đồng và hơn 9 tấn gạo. Trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 60 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ gần 3,7 tỷ đồng. Triển khai hiệu quả mô hình tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp. Riêng năm 2024, huyện xây dựng được 403 tuyến đường với hơn 85 km với tổng kinh phí là gần 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động cứu trợ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường đã huy động được số tiền gần 4,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc và tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường đã tuyên dương khen thưởng 184 cá nhân tiêu biểu khu dân cư có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị ở địa phương, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung huy động các nguồn lực, nhất là huy động sức dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã đem lại cho huyện Tam Dương một diện mạo mới ở các làng quê, đặc biệt là đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Duy Phiên là một trong những địa phương hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của huyện Tam Dương. Để thực hiện các tiêu chí, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã quyết liệt vào cuộc, cùng chung sức, đồng lòng, huy động các nguồn lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Sự đồng lòng tất của cả hệ thống chính trị, từ ban chỉ đạo đến ban phát triển và đặc biệt đó là người dân bên dưới ủng hộ để mới thực hiện được. Thấy được ý nghĩa thiết thực của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân các địa phương đã đồng thuận hiến đất, góp công lao động, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng nông thôn mới nâng cao là nâng cao hơn một bước đời sống nhân dân, phát huy được vai trò chủ thể, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Nhiều tiêu chí nông thôn mới được người dân chung sức thực hiện. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Tam Dương đều đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Chúng tôi đang tập trung là sẽ tiến hành liên tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới là quá trình xây dựng không có giai đoạn kết thúc, duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để phấn đấu sẽ tiến tới là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Đào Tú. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, huyện Tam Dương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2025. Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được cấp ủy chính quyền huyện Tam Đảo chú trọng triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Từng là hộ nghèo, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình ông Lê Quang Hợp, thị trấn Hợp Châu được tiếp cận vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đảo để đầu tư vào nuôi gà, ngan, vịt. Nhờ chăn nuôi hiệu quả mà gia đình ông Hợp có cuộc sống ổn định, không còn là hộ nghèo nhiều năm liền của địa phương. Nuôi ngan, nuôi vịt thì nuôi gà thì nó nhanh hơn nuôi lợn, thu nhập thì nó cao hơn. Tất nhiên nó rủi ro thì nó cũng có, nhưng mình chăm sóc cẩn thận thì không vấn đề gì. Cũng là thắng lợi, hầu như đàn nào cũng thắng lợi. Dù là ít nhiều cùng lắm thì chỉ là hoa thôi, còn hầu như là kiếm cũng được, thu nhập được.
Trước đây, thị trấn Hợp Châu từng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao của huyện Tam Đảo. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đảo cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị, đoàn thể của thị trấn Hợp Châu, mà nhiều hộ dân ở đây đã tiếp cận được nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm còn 0,39%, cận nghèo 1,22%. Hiện nay dư nợ 4 đoàn thể thị Hợp Châu, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Cựu binh, Đoàn Thanh niên là trên 42 tỷ đồng. Và từ những phong trào xóa đói giảm nghèo của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái tỷ lệ làm cho tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn Hợp Châu trong những năm qua ngày càng giảm. Đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân thị trấn Hợp Châu ngày càng phát triển. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo, huyện Tam Đảo đã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu để sát sao chỉ đạo trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đẩy mạnh lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tam Đảo ở mức 0,76%, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đánh giá về nhiệm vụ này thì Ngân hàng Chính sách cũng đã thực hiện rất là tốt, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội rà soát toàn bộ những cái đối tượng nghèo, cận nghèo và những đối tượng khó khăn, và hiện tại trong thời điểm hiện tại cũng trên theo cái hướng dẫn về cái rà soát năm nay thì có cả đợt tới này sẽ cho cả những hộ có mức sống trung bình vay để tiếp cận nguồn vốn này để giảm nghèo và giảm sâu hơn hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tam Đảo. Từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Tam Đảo đang quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 19.600 lao động. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định thị trường lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động đến người sử dụng lao động và người lao động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật về chính sách lao động việc làm. Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động, thực hiện linh hoạt các hình thức kết nối lao động việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động để phối hợp trong tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng hợp tác thị trường lao động nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến tuyển chọn lao động của tỉnh để cung ứng đi làm việc ở nước ngoài, thực hiện chính sách cho vay vốn, hỗ trợ việc làm đối với người lao động, đặc biệt là những lao động thuộc hộ chính sách để họ có việc làm bền vững. Nhờ đó, trong 10 tháng năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 19.600 lao động, tăng 8,83% so với cùng kỳ, vượt 15,32% kế hoạch năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, thụ tinh trong ống nghiệm là phương pháp hỗ trợ, can thiệp mang lại hiệu quả cao nhất trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Hiện nay, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã được Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc làm chủ hoàn toàn. Và mới đây, bệnh viện đã đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp này. Sau nhiều năm vô sinh thứ phát, chạy chữa với nhiều phương pháp khác nhau, nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên vẫn không thể mang thai tự nhiên. Đầu năm 2024, vợ chồng chị Ánh đã quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Và ngay lần đầu tiên đặt phôi, vợ chồng chị Ánh đã thành công với phương pháp này. Sau hơn 36 tuần với sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, vợ chồng chị đã được đón một em bé khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình. Đây cũng là em bé ra đời đầu tiên bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện hoàn toàn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng do là muốn là để thuận lợi cho cái công việc của vợ chồng em ở Vĩnh Phúc, đỡ phải đi lại nhiều, tốn kém thời gian và tiền bạc ấy, thì em cũng tìm hiểu thì cũng thấy là ở bệnh viện mình là dùng những cái phương pháp và máy móc cũng rất là hiện đại rồi, nên là em cũng tin tưởng và nhờ các bác ở trung tâm hỗ trợ sinh sản để các bác hỗ trợ cho gia đình em, thì cũng rất là vui mừng là
Vợ chồng em thì cũng làm và đậu được cháu luôn từ lần đầu tiên chuyển phôi. Nên cũng rất là cảm ơn các bác ở trung tâm hỗ trợ sinh sản và cảm ơn bệnh viện Sản Nhi đã hỗ trợ cho vợ chồng em. Bây giờ là gia đình cũng rất là vui mừng được đón cháu khỏe mạnh. Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi được thành lập năm 2020. Tuy nhiên, trước đây, trung tâm chỉ thực hiện được một số kỹ thuật về thụ tinh trong ống nghiệm, một số kỹ thuật phải phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thực hiện. Nhưng từ tháng 12 năm 2023, trung tâm đã làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm với trang thiết bị hiện đại nhất và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn nghiệp vụ cao. Hiện tại chúng tôi đã sử dụng cái nuôi cấy phôi tham mét, nuôi cấy phôi liên tục. Cái chất lượng nuôi phôi sẽ nâng lên và nó ít ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của phôi. Các kỹ thuật phát triển và hiện tại chúng tôi cũng đã sử dụng kể cả trí tuệ nhân tạo AI trong vấn đề theo dõi phát triển của phôi, kết hợp với các cái kinh nghiệm của các cái chuyên viên mô phôi mà đã được đào tạo, đã được làm rồi, chúng tôi cũng đi tham khảo học hỏi của các thầy ở các nơi, ở các trung tâm khác. Đây là một cái thành quả rất lớn của trung tâm đã thành công khi mà có cái cháu bé đầu tiên chào đời. Sự thành công của ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên là một thành quả đáng tự hào của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc nói riêng và ngành y tế tỉnh nói chung. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực sản phụ khoa của tỉnh, mang lại niềm tin và hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.